Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 368 VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải về việc chủ động ứng phó với bão Coi-Nu ở vùng biển phía đông bắc của Philippines. Thông tin từ Việt Nam Blood. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão Coi-Nu đã xuất hiện trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17. Bão Coi-Nu di chuyển theo hướng tây bắc khoảng 10 km/h. Dự báo do ảnh hưởng của bão Coi-Nu, từ đêm 3 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ đêm 4 tháng 10, gió mạnh lên cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Khoảng ngày 5 tháng 10, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông, khả năng cao 70-80%. Đây sẽ là cơn bão thứ tư trong mùa mưa bão năm nay. Theo nhận định ban đầu từ các đài khí tượng trên thế giới và khu vực, bão Coi-Nu sau khi đi vào Biển Đông sẽ di chuyển về khu vực Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy vậy, có khả năng khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ nằm trong diện ảnh hưởng của mưa sau bão. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Coi-Nu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Coi-Nu, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 đến 48 giờ tới là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19,0, phía Đông kinh tuyến 118,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các địa phương rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Báo Lao động đưa tin, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pasaga cho hay, bão Coi-Nu sẽ tăng cấp thành bão cuồng phong vào cuối ngày thứ Hai, ngày 2 tháng 10 hoặc thứ Ba, ngày 3 tháng 10. Trong bản tin dự báo thời tiết phát hành lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 10, Pagasa cho biết bão Coi-Nu nằm cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 800 km về phía đông. Bão đang di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, duy trì hướng đi này cho đến ngày 2 tháng 10. Sau đó, bão có thể chuyển hướng Tây Bắc về phía eo biển Luzon vào ngày 3 tháng 10 và hướng Tây vào ngày 4 tháng 10 đi vào khu vực Biển Đông. Pagasa dự báo bão Coi-Nu sẽ đi qua eo biển Ba Sĩ giữa Batanes của Philippines và phần phía nam của đảo Đài Loan, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tối ngày 4 tháng 10 đến sáng ngày 5 tháng 10. Đến 2 giờ ngày 5 tháng 10, bão cách Isbayat, Batanes 120 km về phía Tây Bắc và đến 2 giờ ngày 6 tháng 10, cách Isbayat, Batanes 350 km về hướng Tây, ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines. Hiện tại bão Coi-Nu không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines vào thời điểm này, nhưng do dự báo đường đi gần với cực Bắc Luzon, lượng mưa lớn có thể xảy ra trên Batanes, quần đảo Papuan và các phần phía bắc của lục địa Cagayan, Apayao và Ilocos Norte. Cơn ác mộng bão Saula rất có thể sẽ quay trở lại khi tin bão mới nhất cho biết sức gió ở tâm bão Coi-Nu, cơn bão tiến rất gần Biển Đông, đang mạnh lên rất nhanh và dự kiến đạt 155 km/h. Thông tin từ báo Lao động, theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pasaga, vào hồi 14 giờ ngày 2 tháng 10, bão Coi-Nu, tên địa phương là Jenny, sẽ nằm cách Calajan, hay còn gọi là Cagayan, 580 km về phía đông, sức gió 140 km/h, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Coi-Nu sẽ di chuyển về phía eo biển Luzon và mạnh lên thành bão dữ dội vào ngày 3 tháng 10. Pasaga cảnh báo người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa nên đề phòng lũ quét và lở đất có thể xảy ra, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Lượng mưa dự báo nhìn chung cao hơn ở các vùng cao hoặc miền núi. Trong những điều kiện như vậy, lũ lụt và lở đất do mưa có thể xảy ra, đặc biệt là ở những khu vực rất dễ bị ảnh hưởng bởi những mối nguy hiểm này. Bão Coi-Nu hình thành vào sáng 30 tháng 9 trên vùng biển phía tây của Bắc Thái Bình Dương, phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc. Theo dự báo đường đi, bão Coi-Nu sẽ đi qua phần phía nam của Đài Loan vào tối 4 tháng 10 hoặc sáng 5 tháng 10.
Tuy nhiên, kịch bản bão đổ bộ hoặc tiếp cận vùng cực Bắc Luzon vẫn không bị loại trừ. Cơ quan dự báo thời tiết Hồng Kông cho hay, bão Koinu sẽ trở thành bão dữ dội, có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn khi đi vào phạm vi 400 km quanh thành phố vào ngày 6 tháng 10. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy, ở bờ biển tỉnh Quảng Đông Trung Quốc vào cuối tuần sẽ có gió mạnh và mưa lớn. Trong khi đó, cơn bão đang mang lại thời tiết đẹp và nóng cho miền Nam Trung Quốc trong kỳ nghỉ cuối tuần dài kết hợp giữa nghỉ Tết Trung Thu và Quốc Khánh. Theo nhận định ban đầu từ các đài khí tượng trên thế giới và khu vực, bão Koinu ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy vậy, có khả năng khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ nằm trong diện ảnh hưởng của mưa sau bão. Thiên nhiên bất thường, gió bão là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của ngư dân, tàu thuyền khi hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Vì vậy, những kỹ năng ứng phó khi gặp áp thấp nhiệt đới, gió bão trên biển là rất cần thiết với ngư dân. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Theo thông tin từ VTC News, chuyên gia cho biết trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Giai đoạn tới, thời tiết biển Bắc cũng dịu mát hơn, ít nguy cơ xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, nền nhiệt trên cả nước vẫn cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Đồng thời, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh trong thời gian tới có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển, hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng cho biết ngày 30 tháng 9, mưa dông chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong tháng 10 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, không khí lạnh trong tháng 10 năm 2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian tháng 10 năm 2023, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động tăng cường trên Biển Đông. Vì vậy, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão, áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Rạng sáng ngày 30 tháng 9, áp thấp nhiệt đới hoạt động ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Koinu. Đây là cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo trong ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo của các đài khí tượng trên thế giới còn có sự phân tán. Tuy nhiên, bão Koinu được nhận định là cơn bão mạnh, cường độ cao nhất có thể đạt cấp 12 đến cấp 14. Khả năng cao, bão Koinu sẽ di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông trong tuần tới, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông năm nay. Cơ quan khí tượng Hồng Kông và Nhật Bản cùng nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh chóng mạnh thành bão trong ngày 30 tháng 9. Khi tiến sâu vào vùng biển Philippines, bão tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt sức gió mạnh nhất 140 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Dù vậy, hai cơ quan chưa đưa ra nhận định bão có thể tiến vào Biển Đông do dự báo còn xa nên các diễn biến có thể thay đổi liên tục. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!